មហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជាលើកទី11ឆ្នាំ2022នឹងប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញចាប់ពីថ្ងៃទី28 ខែមិថុនាដល់ថ្ងៃទី3ខែកក្កដាមហោស្រពនេះនឹងចាក់បញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តជាតិនិងអន្តរជាតិមកពីជុំវិញពិភពលោកចំនួន 1 ចាវ៉ាក្រីអេធីវកាហ្វេមជ្ឈមណ្ឌលធ្វើហ្វាក់ទ្រីភ្នំពេញនិងរោងភាពយន្តលេជិនមេជើស៊ីនេផ្លិកស៍ក្នុងប្រៃមស៊ីនេផ្លិកស៍អ្នកនាងកញ្ញាវិជ្ជាណីវីអូអេបានសម្ភាសន៍លោកជាសុភីបនាយកមជ្ឈមណ្ឌលបុប្ផាណានិងជាអ្នកសហការរៀបចំមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជាលើកទី11អំពីព័ត៌មានលម្អិតនៃការរៀបចំមហោស្រពលើកនេះលោកជាសិភាពក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាគោលបំណងសំខាន់ៗនៃមហោស្រពនេះរួមមានការផ
ra chết Campuchia. Bạn sống một cơn này chỉ bắt tham sống một cơn đó là về sự VOA để bạn đọc là các ở khi ông đồng ca chạy đồng lệ em phí mà họ sẽ đọc bệnh ra chết Campuchia lược tì đập muối nơi không chân nằm bị bọn ông phải bị ni mà họ sẽ đọc bệnh ra chết Campuchia cứ chia mà họ sẽ đọc bệnh muối để trở bàn bằng cách lãng tăng chỉ bị chân nằm bị bọn đọc không mà lẽ hay cô bình non tầm khăn này cả bằng cả mà họ sắp phim này cứ thừa lại làm bấy rồi cả đó phim là còn sốc nâng phim còn cả sốc làm bấy từ bàn này làm bấy ai bằng hai chun sàn này chun bàn tesla bàn từ lồng từ lý hay còn cô bình non mùi tiết phong đá dùng rạp ra họ sắp này chia về cả mũi sầm rạp chia cả plato chúng này đứng chúng này những cặp lật phim yến này những cặp lật phim yến rồi viên sự vật có phim yến là không sốc nhưng sự vật có phim yến là khá sốc vì chỉ về tất cả mối phong đá cho rùm lừa cầm pu về say phim yến là không có thể cam chia tại mà giờ cả thưa cả bằng hai sọc sai em bị phim yến hay tại mà giờ cả nay nón rồi có bằng cách sát hình ảnh chân làm mấy chỗ rùm tạo sản ác xa phép dân nơi khả năng rộng phép dân chỉ đạo. Mà hà sọp này cổ nâng bật lực tì đập môi nơi khả năng chân nằm bì bọn bà phái bì nì. Tại mà hà sọp này nâng miên liệp trong bài bà nạc lá hai bật lăng nơi bên lá nâng tì lại nà đại trả. Mà hà sọp phép dân ổn ra chiên Campuchia lực tì đập môi này nâng bật rất tớ nơi khả năng chân nằm bì bọn bà phái bì nì khi chạp bì thường ngày tì mà phái bà bấy khai mị thôn ná. Đó ngày tỷ bấy khai các đá trên năm bị bọn bởi phí nơi khu nông tỷ cổ rộng phân phính dương nông thua là ứng là ta mạnh đá ruộng phép dân môi chùm nuốn nơi khu nông tỷ cổ rộng phân phính khu nông nông rộng miền ruộng phép dân Lê Trân Cinema, Major Cineplex, Prime Cineplex ruộng phép dân nơi Bia Sa Barang nơi mà chạm mạnh đồ thuần thiên sát tù bộ phân á nơi sao chạm thấm mốc nơi sân thác kỳ Rosewood nơi Java Creative Cafe, nâng nơi Factory Phnom Penh. Ta nâng miên ca bằng trang nơi phiếp dân rưu mùi của miên ca bằng hai nhầm phiếp trang tu sử dụng phiếp bạp nạc là đấy chá? Mà hào sổ phiếp dân ní, dường nâng bạc dân phốt nơi thang ngày tìm một phây bằng bấy, nơi xa chạc tâm bốc nơi thang ngày tìm phây bằng bấy mì thân á. Hồi dường nâng nôm một chôn nơi cầm rôn xa phiếp dân, chiếc nâng on ra chiếc chiếc rán, chun test này cái chun hai nơi khung nội dương cái đại tập bằng hàng chun tiếng sai phim yun ai cái xa tiếng sai phim yun production hay chia ưu thế họ nơi khung hào sòng này dương nâng bình chăng sai phim yun robot luồng tập pan đại bản chia pin một quán nơi hào sòng thì còn bạc lắng cứ riêng group giang nâng opera dương nâng bằng hai chun xe phim dân
របស់ លោក នាង កវិញ គឺ បុគ្គល អគារ Budding Saw ដែល បាន ជាប់ ពាន រង្វាន់ នៅ ទីក្រុង Venice យើង បង្ហាញ ជូន ខ្សែ ភាពយន្ត របស់ ផលិតកម្ម LD រួម មាន ភាពយន្ត ដែល មាន ចំណង យើង ថា ប៉ាប៉ា មហាគោ ឬ នីលការ និង មាន ភាពយន្ត ខ្មែរ ទាំង ភាពយន្ត ឯកសារ ជា ច្រើន ទៀត ផង ដែរ មហោស្រព ភាពយន្ត អន្តរជាតិ យើង ឆ្នាំ នេះ ក៏ មាន នាំ មក ជូន នៅ ផ្នែក សំខាន់ មួយ ឈ្មោះ ថា ភពផែនដី ស្រស់ ស្អាត ដែល ផ្ដោត សំខាន់ ទៅ លើ ការ អប់រំ ផ្នែក បរិស្ថាន និង បម្រើ សម្រួល អាកាសធាតុ ពី ព្រោះ ថា ការ យល់ ដឹង អំពី បញ្ហា នេះ គឺ មាន សារៈ សំខាន់ ណាស់ សម្រាប់ ឲ្យ យើង ផ្លាស់ ប្ដូរ វិធី និង ជួយ សង្គ្រោះ ជីវៈ ចម្រុះ ដែល មនុស្ស យើង ត្រូវ ការ ដើម្បី រស់ នៅ លើ ពិភព លោក ដ៏ ស្រស់ ស្អាត នេះ ហើយ នៅ ក្នុង ផ្នែក នៃ ភព ផែនដី ដ៏ ស្រស់ ស្អាត នេះ យើង មាន ប្រធានបទ សំខាន់ នៅ ឆ្នាំ នេះ គឺ ផ្ដោត ទៅ លើ តំបន់ ទន្លេ មេគង្គ និង សំឡេង របស់ ប្រជា ជន ជនជាតិ ដាកេតិច នៅក្នុងនោះ យើង មាន ខ្សែ ភាពយន្ត ចំនួន 45 រឿង អំពី សហគមន៍ និង ការ អប់រំ អំពី សហគមន៍ និង ការ អប់រំ ផ្សេងៗ ទៀត ដែល ក្នុងនោះ មាន យុវជន ដែល ជា អ្នក រស់ នៅ តាម ដង ទន្លេ មេគង្គ ចូល រួម ធ្វើ ការ ផលិត ភាពយន្ត ឯកសារ ស្ដី អំពី ទន្លេ មេគង្គ ស្ដី អំពី សត្វ ព្រៃ នៅ តាម តំបន់ នោះ ផង ដែរ ហើយ ក្នុងនោះ យើង សរុប ឃើញ ថា យើង មាន ភាពយន្ត ចំនួន 10 រឿង ដែល និយាយ អំពី សត្វ ព្រៃ និង ជីវៈ ចម្រុះ ភាពយន្ត 20 រឿង និយាយ អំពី ជនជាតិ ដាកេតិច មាន ភាពយន្ត 35 រឿង អំពី សហគមន៍ កម្ពុជា និង ភាពយន្ត 10 រឿង ទៀត និយាយ អំពី តំបន់ ទន្លេ មេគង្គ ដែរ ប៉ុន្តែ មក ពី តំបន់ អាស៊ី គ្នា របស់ យើង ហើយ កម្មវិធី ពិសេស នេះ គឺ ធ្វើ ឡើង ដើម្បី ស្វែង យល់ អំពី ទន្លេ មេគង្គ ហើយ យើង ធ្វើ នៅ ថ្ងៃ ទី 30 ខែ មិថុនា និង ថ្ងៃ ទី 1 ខែ កក្កដា នៅ សាល មហោស្រព ចតុមុខ ដែល មាន ការ បញ្ចូល គ្នា នៅ ការ បញ្ចាំង ខ្សែ ភាពយន្ត ធ្វើ កិច្ច ពិភាក្សា ទៅ លើ ប្រធាន បទ ធ្វើ ការ តាំង ពិព័រណ៍ និង វេទិកា ជួប ជុំ ដៃ គូ ដែល ធ្វើ ការ ងារ អំពី រឿង ទន្លេ មេគង្គ ដែល ដៃ គូ របស់ យើង មាន ច្រើន ណាស់ មាន ដូច ជា អង្គការ Oxfam អង្គការ WWF Wonder of the Mekong 100 World Foundations ហើយ និង ដៃ គូ ដទៃ ទៀត ដែល ខ្ញុំ មិន បាន រៀប រាប់ ឈ្មោះ អស់ បាទ ហើយ អ្វី ដែល ពិសេស ទៀត នោះ គឺ នៅ ក្នុង មហោស្រព ភាពយន្ត អន្តរជាតិ លើក ទី 11 នេះ យើង នឹង មាន ការ សហការ ជាមួយ នឹង ស្ថាន ទូត អូស្ត្រាលី ដើម្បី ប្រារព្ធ ខួប ទី 70 ឆ្នាំ នៃ ទំនាក់ ទំនង ការ ទូត រវាង កម្ពុជា និង អូស្ត្រាលី ផង ដែរ ដោយ នៅ ក្នុង កម្មវិធី មហោស្រព នេះ យើង នឹង នាំ ជូន នៅ គម្រោង ខ្សែ ភាពយន្ត ល្បីៗ របស់ ប្រទេស អូស្ត្រាលី ដែល បាន ផលិត នៅ ក្នុង ពេលវេលា ដែល កម្ពុជា និង អូស្ត្រាលី បាន បង្កើត ទំនាក់ ទំនង ការ ទូត តាំង ពី ឆ្នាំ 1950 រហូត មក ដល់ ពេល បច្ចុប្បន្ន ទន្ទឹម នឹង នោះ យើង មាន សិល្បករ សិល្បករនី សញ្ជាតិ ជនជាតិ កម្ពុជា គេ ហៅ ថា សញ្ជាតិ ខ្មែរ ជនជាតិ អូស្ត្រាលី ម្នាក់ ឈ្មោះ Alison Chon គាត់ នឹង មក បង្ហាញ ស្នាដៃ សិល្បៈ របស់ គាត់ នៅ ក្នុង ប្រទេស កម្ពុជា នៅ ក្នុង មហោស្រព ភាពយន្ត នឹង ផង ដែរ ហើយ លើក ពី នឹង យើង មាន បង្ហាញ កម្មវិធី ពិសេសៗ ច្រើន ទៀត ភាពយន្ត របស់ លោក Lee Poulin របស់ កញ្ញា Sathy Innes Sok Chan Rado Wan Kung Pia San Sonic និង របស់ Lim Heng ថ្មីៗ ដែល ផលិត ថ្មីៗ នេះ នៅ ក្នុង មហោស្រព ភាពយន្ត អន្តរជាតិ យើង នឹង នេះខ្ញុំចង់ដឹងបន្ថែមថាតើបើសិនជាសាធារណជនគាត់ចង់ចូលរួមនៅក្នុងការទស្សនាឬមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជាលើកទី11ហ្នឹងតើពួកគាត់ត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចវិញចា៎ចំពោះការចូលទស្សនាមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជាលើកទី11នេះទស្សនិកជនអាចចូលរួមទស្សនាបានដោយសេរីចាប់ពីថ្ងៃទី29ខែមិថុនារហូតដល់ថ្ងៃទី3ខែកក្កដាដែលនៅថ្ងៃទី28គឺជាថ្ងៃបើកសម្ពោធមហោស្រពគឺថាទស្សនិកជនមានតែទស្សនិកជនដែលត្រូវបានអញ្ជើញតែមានលិខិតអញ្ជើញទេទើបអាចចូលរួមទស្សនាបានក្រៅពីនោះគាត់អាចចូលរួមទស្សនាដោយសេរីនៅគ្រប់រោងកុនដែលខ្ញុំបានបង្ហាញជូននៅខាងលើនេះបាទចា៎ដោយសារតែមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជាគឺបានប្រារព្ធចំនួន10ដងរួចមកហើយលោកមើលឃើញថាមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជាទាំង10ដងកន្លងមកនេះតើបានជំរុញឲ្យវិស័យភាពយន្តនៅកម្ពុជាយើងមានការផ្លាស់ប្ដូរឬក៏មានភាពប្រសើរឡើងបែបណាដែរចា៎
Mà hóa sổ phép dân cư dịp này mùi này cảm ơn thí đảm bày cái này mùi trong trong nón sẽ cảm phép xem xếng đảm bày lực xuôi vì sai phép dân là khu nông bật tế cảm chia cơ đồ chia bật tế là tay tình chẳng mà hóa sổ phép dân chia vì tất cả mùi đạt tố chùi sọc xài rì ai ca chung rung ai mình cầm rất càng là ơn xuân tu càng là ơn này này vì sai phép dân nước cứ miền cát ta chỉ tràn tiền còn bản tai tam cả anh kê bao giờ có lòng máu ní máu tăng vì dân điệp cho nhà phê đập cho năm mới dân khơi tha về sai phép dân nước Campuchia miền ca plak đô tràn mình tên dân sao mà sao mày mới cả vì chuyện đập cho năm muốn để phê đài máu sao phép dân Campuchia bản bằng cát lá cứ mình miền ruộng phép dân đôi phê phát triển bản thể cứ rộng cứ dừng vừa nơi rộng phía biển lúc như là ấy nó đã khỏi báo dừng miền mà họ dừng miền rộng phía biển chỉ trả miền tăng phí Major Cineplex Legend Cinema cái này Prime Cineplex cứ miền trả mình bèn hơi tận tâm nâng nước đá của dừng mưa khuyên tha dù của chân là nông bật tế Campuchia dưỡng có miền sản đáy có bàn chỗ rung phần lật phép dưỡng trả ơn sân thức sân thọp đài nên mình mẹn bên này tham mà hào sọp nâng chỉ nhạc thuở quạt mà hào sọp tầm nhạc anh chỉ nhạc thuở ai miền chẳng thể cứ miền cả ta rung xong chỉ trang để ai thuở ai miền phép lộ bà xa nâng nông bật tế phép dưỡng tàng sản thân phép sử thê rập phép rồi bỏ bật tế tàng tị tàng khổ mà xa nâng ấy rừng ra ngọt chúi ở vị sai phép dân miền phía đông bắc xa lơ bên này thời tiết miền rừng chỉ trắng tiết đã cứ thả cá bên đông mà đa dụng chuẩn ở miền chấm điên chấm nét trong cá phần lật phép dân cứ chỉ chấm nói mùi sầm khăn phong đá trong cá phơi ở miền cá bạc đố này phần lật phép dân còn tai chỉ với chấm miến còn giặc bể rồi đập xăm trong khỏi nấy dương mưa khơi thác sụn tu này cá phần lật phép dân là còn vấn đề tham chiế miền cá cả làng còn bạn ta chỉ áp sao thế là không có việc tiền chỉ nằm trong cái này để sao tại trong người covid đã bầm bốn mình thả tại nhà phần lớn tiêu chuẩn rồi có sự lập bạc có thêm tiền thế sao tại chuột nơi và nhà hàng không thua từ ngọc này chỉ trong cái lúc rồng bưng bắp na bẹp bòn chỉ mồi nâng cao bộ nơi mà hào sự lập tiêu chuẩn anh trả trên Campuchia lực kỳ đập mồi như cha đôi chỉ sập đòn đá dương sừng không tha mà hào sự lập tiêu chuẩn anh trả trên Campuchia lược tí đầm mùi ní, nơi ta đã tu ở dạng sống khăn, nơi có nông cạp xa phụ chọc, tùm nhạc tùm nông, rồi viên sơ mát đê có, rồi có phá lật đê có khăn sốc, nâng cả sốc, đầm bầy chuộc ní, bạc đồ dù bọc ní, nơi ta đã tu cho biết cả mùi sống khăn, nông cạp đo lùm ho này cả, chắc sẵn là phép dân lộ bầy, một bì chung mình bị phục lốt, xong rạp dịp này mùi chui chùm rồi nhờ mình cả sắc xa bàn thang tiện, từ lờ cả phần lật phép dân. Hay khi nhóm có sân khẩm tha, tế sân này kỳ chốn, nâng chỗ ruông còn trò dàng sốt sẵn, nơi khu nông mà họ sẵn rộp trăm này. Hay khi chưa tha và có chứ miền cả chỗ ruông chả năng có nát về đuổi ấy, rồi dạ phê phí chân nằm nơi ảo vọt thầm miền mà họ sẵn rộp. Rồi sẵn phạm xem xây nâng thua ở tế sân này kỳ chốn, nâng từng rộng chám, chỗ ruông tế sân này mình tha lại tế sân này phép dân đi. Sẵn phạm xâm đại xem xây có chỉ ở vầy đá, តែសនីកជនកំពុងតន្ទឹងរងចាំដូចគ្នានេះខ្ញុំសូមអរគុណលោកជាសុភាពសម្រាប់ការផ្ដល់សម្ភារអំពីមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជាលើកទី11ចាសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលាបាទលោកអ្នកនាងទៅតែបានស្ដាប់បទសម្ភារ VOA ជាមួយលោកជាសុភាពនាយកមជ្ឈមណ្ឌលបុប្ផាណាអំពីមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជាលើកទី11លោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភារនេះឡើងវិញដោយចូលទៅកាន់វេបសាយរបស់យើងដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ.vonews.com និងបណ្ដាញសង្គមរបស់យើងដូចជា Facebook, YouTube, Twitter និង Instagram